Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn của mình nha. Hôm nay thì mình lại ghé thăm một cái cửa hàng xe máy của anh Hoàng Phương các bạn. Cửa hàng xe máy của Hoàng Phương á, đây là những cái xe bên trong nhà của ảnh. Còn đây là bên ngoài là còn một mớ xe đó nha các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ gặp trực tiếp anh chủ cửa hàng ha. Đó, bây giờ mình sẽ gặp trực tiếp anh chủ cửa hàng và hỏi ảnh những cái thủ tục mà cần thiết mà một người mua xe cũ bình thường hay thắc mắc các bạn. Dạ anh. Dạ anh, thì anh cho em hỏi thăm mà cửa hàng mình có hỗ trợ trả góp không anh? Bên mình thì nếu mà trả góp thì mình sẽ cho khách thiếu trong vòng khoảng 2 tháng là không tính lãi. Dạ. Nếu mà thiếu lâu thì mình không thể bán. Dạ là cái này là cho mình bên cửa hàng chứ không phải là bên ngân hàng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ là cửa hàng mình là không có hỗ trợ trả góp qua ngân đúng hàng. Rồi, dạ dạ. Thì anh cho em hỏi thêm một cái nữa là khi mà bây giờ mình quay xe này lên này rồi anh em mình ở những cái tỉnh khác, tỉnh ngoài á, họ muốn mình vận chuyển xe thì mình có vận chuyển không anh? Có chứ. Dạ, mình có vận chuyển hết là 63 tỉnh thành luôn hay đúng sao rồi, anh? Đúng rồi, vận chuyển hết. Nếu dạ. Có khách có nhu cầu. Dạ, đó là cái tiền phí là bên mua mình chịu hay sao anh? Bên hai bên thỏa thuận. Dạ. Hai bên thỏa thuận thì được thì mình có thể gửi xe về cho họ. Dạ rồi, dạ. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết từng con xe của cửa hàng ảnh ha. Và tí nữa mình sẽ hỏi anh về một số thủ tục nữa ha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ quay những cái dàn xe bên trong đây trước ha, rồi một tí nữa mình sẽ ra những cái dàn xe công nhân rẻ tiền bên đây tí nha các bạn. Tí mình sẽ ra quay hết những cái dòng xe bên ngoài ha. Và số điện thoại và địa chỉ thì địa chỉ của anh là 129 đường số 5, khu phố 2, phường Linh Xuân, Thủ Đức nha các bạn. Và số điện thoại là mình đang ghi trên màn hình cho các bạn xem rồi nè. Đó. Đầu tiên thì bây giờ mình quay một cái con quay S110 ha các bạn. Con này đời 21 ha. Đây. Cầm 22 á anh. Nè, giấy đăng ký 22 sao anh? Dạ. Đó, giấy 21 ha. Cuộc này như là có tút lại ha. Xe nói chung còn rất là sáng xe nha các bạn. Dạ. Cái con này thì mình để lại với giá là bao nhiêu anh? Bây giờ con này giá bán cho khách là 9.8 triệu. Dạ, 9.8 triệu ha. Dạ, 9.8 triệu nha các bạn. Thì mới có mức giá mà 9.8 triệu như thế này thì mình có cái chế độ bảo hành như thế nào không anh? Cái này mình sẽ bảo hành máy cho khách trong vòng 1 năm. Dạ, bảo hành máy 1 năm ha. Rồi, dạ. Biển số 59X2 của Thủ Đức luôn nha các bạn. 59X2 của Thủ Đức luôn ha. Rồi, bây giờ để mình đề máy cho anh em nghe coi cái tiếng máy như thế nào nha. Rồi, tiếp theo kế bên thì mình quay tới con Sirius nha các bạn. Đây con Sirius nè. Con Sirius này thì đời mấy anh? Này là cuối 2015. Dạ, cuối 2015 hay các bạn. Bánh bánh cầm thắng đầm nha. Dạ, rất đẹp. Dạ. Xe dàn áo còn rất là mướt nha các bạn. Nó chỉ có trầy nhẹ đây chút đỉnh thôi ha. Thì mình mua thì nói chung là anh em lại mình vẫn còn thương lượng tí chút đỉnh cà phê cà pháo đúng không anh? Dạ. Có thể dạ. Để quay coi biển số con này là bao nhiêu nha. 77 Bình Định nha các bạn. 77G1 34840. Máy móc thì như là cái nồi riêng, đầu nồi riêng hết các bạn ơi. Để đề máy cho bạn nghe máy ha. Máy rất im các bạn ơi, máy cực im luôn ha. Không phải tưởng luôn. Cái con này mình để là với mức giá bao nhiêu anh? Giá bán cho khách là 10.200. 10.200.000 ha các bạn. Máy quá im, quá đã luôn. Rồi mình tới con Jupiter FI ha. Biển số 63 của Tiền Giang nha các bạn. 41458. Cái FI này là nó đời mấy rồi anh? Cái này đời 2016. Đợi 26 á. Em để máy cho bạn nghe đây. Cái con này mình để lại cho khách là bao nhiêu anh? Con này giá bán cho khách là 13.700. 13.700.000 á. Đang mở không lên ta. Kiểm đạp cho bạn hết bình á. Xăng cọ mình còn không ta? Xăng luôn rồi.
xe còn rất là đẹp nha các bạn. Cái này mình có dặm sơ lại cho nó đẹp đó ha. Xe hết xăng rồi nên là không có thể đeo máy được, các bạn thông cảm nha. Cái số mà mình đang cho trên cái màn hình này nè là có Zalo không anh? Sao có. Dạ có Zalo đó ha. Thì anh em có nhu cầu thắc mắc thì các bạn cứ các bạn Zalo của anh. Rồi anh sẽ gửi hình chi tiết rồi cho các bạn theo dõi xem. Và đây là con Sirius FI. Xe này ảnh rửa ráy sạch sẽ rồi ha. Quá đẹp rồi. Cái này mình để giá bao nhiêu anh? Cái này để cho khách là 13.200. 13.200 rồi 26. Máy rất yên các bạn ơi, 13.200.000 ha. Ồ, 59.3 này là ở đâu anh? Thủ Đức. Thủ Đức luôn ha. 3 bên Thủ Đức luôn nha các bạn. Sài Gòn 04005. Quá đã. Rồi mình tiếp thêm một con bên đây nữa là Sirius 110. Năm con ha. 59L2 65094 đời của 2012. Anh em xem chi tiết ha. Rồi để em đề máy con này cho anh em nghe cái đã. Sàn chắc hết rồi anh ha. Xe rất đẹp nha các bạn. Chắc là sàn hết rồi đó. Rồi lên nè. Này các bạn nghe máy nè. Máy rất im nha các bạn, mới được ra chưa nè. Máy rất là im luôn. Rồi mình qua tới coi cờ lít đi anh. Cờ lít này là mâm 5 cây nha các bạn. 208 mâm 5 cây ha. Cái này máy thì bao chất lượng, máy cực ngon. Dạ. Rồi mời các bạn nghe máy nha. Rồi cái mà bắt đầu mình vào bên trong quay những chiếc bên trong nha các bạn. Đây. Vision mẫu cũ này thì mình để lại với giá bao nhiêu anh? Vision này đời 2013 để cho các bạn là 14 triệu. 14 triệu nha các bạn. Xe đẹp. Và rồi, bạn nghe máy nha. Nghe chủ nhé. Nghe chủ ký giấy luôn. Đúng ha rồi. Ha. Hồ sơ hay là ký giấy là bên cửa hàng hỗ trợ nhé. Nếu mà xe mình rút hồ sơ thì mình dao động tầm bao nhiêu anh? Từ 7 đến 800 ngàn. 7 đến 800 ngàn một xe ha. Dạ. Phải yêu cầu có chứng minh hộ khẩu của chủ xe. Dạ. Của người mua xe nhé. Đây con này biển số 66 Đồng Tháp nha các bạn. 15607 ha. Con này là 13.500.000 đúng không anh? 14 triệu. À 14 triệu. Có thương lượng cho anh em chứ. 14 triệu có thương lượng ấy. Còn đây là con biển số 61E1 34632. Xe này cũng nghe chủ luôn, cũng là mẫu cũ luôn ha. Rồi con này là con đen nhám. 23 luôn. 23. Con này mình để là bao nhiêu anh? Con này 15.500. 15.500.000 nha bạn. Con này có mẫu cũ luôn. Đen nhám. Dàn áo này mình sơn lại đúng không anh? Con này dàn áo sơn lên đen nhám nhưng mà đúng màu đó. Dạ. Lên đen nhám. Con máy rất êm nha các bạn. Rồi. Con này nó hết xăng. Hết xăng rồi ha. Dạ. Con này là mẫu 2.0 mấy đấy anh? 2.9 rồi. Con này 2.9 đúng rồi. Rồi mẫu 2.9 nha các bạn. Con này ngay chủ ký giấy biển thành phố. Để cho các bạn 13.200. 13.200.000. Cái con này thì nó đã hết xăng rồi nên không thể để cho anh em nghe được. Nghe chủ luôn, nghe chủ ký giấy cho anh em luôn ha. Anh em yên tâm ha.
Rồi mình tiếp theo bên đây là con AT, con này là mình cái bi chưa anh? Con này chứa bi nó 2.8 nhé. Còn mình sang con ha, 2.8 để cho các bạn 7.200, 7.200.000 nha các bạn. Rồi, các bạn nghe máy nha. Máy con thú gì nữa. 7.200.000 nha các bạn. Rồi mình tiếp theo bên đây là con Click. Click này đời 2011. 2011. Xe đây là ảnh. Các bạn có nhu cầu ký giấy đúng hồ sơ được nha. Giá bán cho các bạn là 12.300.000. 12.300.000 mình ký giấy đúng hồ sơ đều được hết nha anh em. Xe đây là ảnh đánh bass đã hết rồi, nhìn rất là bóng và đẹp. Nói chung là gần trường nên cũng có lâu. Đây các bạn. Mình tiếp bên đây mình quay con Lubias nha. Con này đời 2013, riêng ngay chủ bao ký giấy. 2013 hả anh? 2013. Dạ, ngay chủ ký giấy cho em luôn. 2013 luôn. Con này mình với giá bao nhiêu anh? Này... Dạ, con này mình bán với giá bao nhiêu anh? Con này để cho các bạn 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi nha các bạn. Bao ký giấy cho các bạn. Dạ, bao ký giấy luôn. Xe nào ký được thì nói các bạn ký được nha. Dạ. Rồi bắt đầu mình tiếp theo con BCX nha các bạn. Đây con BCX ha. Đây xe cực đẹp. Con này 125 đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Này dành cho những anh, những chú mà lớn tuổi trung niên mình chạy rất là khỏe nha. Cái ghi đồng nữa chạy rất là khỏe luôn. Biển số là 59S1 luôn nha các bạn. Biển số Sài Gòn luôn ha, 58835. Rồi. Xem rất ha. Rồi ok các bạn, con này anh để là với giá bao nhiêu anh? Con này để cho các bạn là 24.500. 24.500.000 này đời mấy về anh? Cái này cuối 2012 nha bạn. Cuối 2012. Cái cặp kiến này mình phải đi năm theo năm sale mà. À cái kiến này là chắc họa thay rồi bạn. À kiến họa thay rồi ha. Dạ. Rồi mình tới con Lia đi anh. Con Lia ha. Con Lia đó là đời 2011. 2011. Dạ. 2011 nha các bạn. 2011 con này anh lại là với giá bao nhiêu đây anh? Con này để cho các bạn là 13 triệu. 13 triệu nha các bạn. Xe này có giấy ký này là ngay chủ luôn hay sao anh? Xe này mình ký giấy về cửa hàng rồi bạn ơi. Dạ. Xe ký giấy về cửa hàng. Này lấy bi luôn anh ha. Lấy bi rồi bạn ơi. Dạ. Ok, bạn nghe máy nha. Con này anh trả giá bao nhiêu anh? Con đó để cho các bạn 13 triệu. 13 triệu nha các bạn. FI luôn ha. Rồi mình tiếp với con bạc kế bên nè. Con bạc bên 2.10 nha các bạn. 2.10. Rồi con này mình giá bao nhiêu anh? Con này mình để cho các bạn là 11.500. 11.500.000. Giấy tờ thì giấy tờ có giấy tờ mua bán cửa hàng. Dạ, giấy tờ mua bán cửa hàng nha các bạn. Rồi. Này ngay chủ. Con màu nâu này là ngay chủ luôn nha các bạn. Rồi cao đá chống máy. Con này anh bán bao nhiêu anh? Con này để cho các bạn 133. 13 triệu. Cao các bạn ký giấy. 13 triệu 300.000. 13 triệu 300.000, bao ký giấy luôn cho anh em. Rồi ok anh. Còn bây giờ mình sẽ trở về ở trước ha các bạn. Mình sẽ qua những dòng xe để tiền để cho tất cả anh chị công nhân. À mình còn con Vision mẫu mới luôn nha anh em. Đây đây. Đồ bắt đô nha các bạn. 2018. Đồ bắt đô. Tức là bóng nha các bạn. Xe đi hết luôn. Dạ. Xe ngay chủ luôn nhé. Dạ. Đời 2018 đã đi được 12.000 cây nha các bạn.
Rồi. Coi chạy giá các bạn, để lên ha. Con này để giá bao nhiêu bạn? Con này để cho các bạn 23 triệu. 23 triệu. Bao ký giấy nhé. 23 triệu bao ký giấy luôn nha các bạn. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ lên bên trước nha các bạn. Bên trước đây thì mình có những cái dòng xe tầm vài triệu thôi các bạn, để cho những anh chị em công nhân mình đi làm cày bừa đó. Ngoài đây thì mình thấy được con quay RS nè ha, rồi con AB nữa. Con RS thì giá bao nhiêu anh? Con này để cho các bạn 10 triệu 500. 10 triệu 500 ngàn nha các bạn. 59 chiếc hàng của Thủ Đức luôn nha các bạn. 22804. Rồi. Rất đẹp, máy kim. Rồi con AB nè anh. Con AB này rồi 23 để 23 triệu. Rồi 23. 23 triệu. Nè chủ ký giấy luôn nha anh em. Rồi con Taurus này mình bao nhiêu anh? Con này để cho các bạn 5 triệu 6. 5 triệu 6 thì máy móc của nó như thế nào anh? Xe thì máy thì thối với bạn rồi. Đầu nồi rớt chưa anh? Xe máy ngon. Đây. Đầu nồi rớt chưa anh? Đầu nồi đang còn bạn. Đây. Để đạp cho bạn nghe ha. Cũng là con Taurus luôn ha. Đời 22 nhé. Đời 22. Bánh cam thắng đầm. Bằng nghe máy nè. Con này làm nồi rồi nhé. Con này làm nồi rồi ha. Con này nó làm nồi rồi. Thì mình con này giá bao nhiêu anh? 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. Rất thấy các bạn máy quá im luôn ha. Rồi ok. 6 triệu rưỡi. Tiếp theo bên đây là con Sirius đời đầu đúng không anh? Sirius đời đầu. Sirius đời đầu. Con này xe jean đấy các bạn. Máy xe jean. Con này xe jean đó bạn. Con này mình để giá bao nhiêu đây anh? Con này để 6 triệu rưỡi bạn. 6 triệu rưỡi luôn. Xe jean luôn nha. Tin từ đầu trước luôn hay sao anh? Đúng rồi, tin hết. Đến thành phố nhé. Dạ. Yeah. Rồi, mình tiếp với con này. Con này để cho các bạn 7 triệu. Con này kêu bằng con gì anh? Này cũng Yamaha mà nó Lê Sam của Tây Ga. Dạ, yeah, Lê Sam của Tây Ga. Con này mình để bao nhiêu anh? Con này để các bạn 7 triệu. 7 triệu nha các bạn. Ồ, con này hơi lạ ha. Con này mới khi gặp. Mẫu Tây Ga đấy. Mẫu Tây Ga. Gần 30 triệu đấy, mới gần 30 triệu. Cái này dạ, quay là quay của cái này. À dạ rồi, Tây Ga mà. Rồi, mình tới cái con Sirius kế bên đi. Sirius bên là 210. 210. Để các bạn 7 triệu 3 nhé. 7 triệu 3 nha các bạn. Rồi, 7 triệu 3, đời 210. 7 triệu 3 mình đã có con Sirius rồi. Còn đây là con Trung Quốc đúng không anh? Cái dàn này nè. Dạ, 3, 2, 3, 4 triệu nhé. Từ bao nhiêu là rẻ nhất anh? À, 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi, đây là con nào đâu anh? Đây nè. Từ 2 triệu rưỡi là mình đã có xe rồi ha. 2 triệu rưỡi, 3, 4 triệu. 2 triệu rưỡi nè, 3 triệu là 4 triệu đó lên. Là mình đã có một con quay Trung Quốc này để mình đi làm công nhân cày bừa rồi nè. Như cái con này là bao nhiêu anh? Con này 3 triệu 8. 3 triệu 8 nha các bạn. 3 triệu 8 nha. Ok. Con Sirius ngoài là sao anh? Sirius ngoài á, chuyên danh đúng không anh? Đúng rồi. Giữa chuyên danh Trung Quốc nha, 4 triệu nha các bạn.
Rồi đó, mình sẽ quay lại hết cái cửa hàng ảnh cho các bạn xem ha. Đó, các bạn có nhu cầu cứ liên hệ với số điện thoại mình đã để trên góc trái màn hình nha. Còn đây là địa chỉ của anh nè, địa chỉ là 129 đường số 5 khu phố 2 Linh Xuân Thủ Đức nha các bạn. Cửa hàng tên là xe máy Hoàng Phương ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Nguyễn Minh ha. Chào tất cả các bạn nha.